Xin chào anh em đã quay trở lại với channel của Laptop AZ, mình là Duy Viu. Và lâu lắm rồi mình mới được quay lại những background siêu đẳng khổng lồ. Mà hôm nay mình muốn chia sẻ cho anh em cái trải nghiệm sử dụng chiếc Zephyrus G15 được khoảng 3 tháng sau chiếc Lenovo Legion 5 của mình. Và mình nghĩ 3 tháng là đủ để trải nghiệm một chiếc laptop gaming rồi, và cũng đã có rất nhiều kênh đánh giá, review hay là so sánh. Thì hôm nay mình muốn chia sẻ thực tế hơn những cái trải nghiệm của mình, những cái điểm mình hài lòng và những cái điểm mình chưa hài lòng trên chiếc Asus Zephyrus G15 này. Một chiếc laptop gaming mỏng nhẹ, hiệu năng cao, giá thành hợp lý. Và liệu là chiếc Asus Zephyrus G15 với mức giá vào khoảng 28 đến 30 triệu đồng thì liệu chiếc máy này có những cái điểm gì đặc biệt và không đặc biệt? Thì hãy cùng mình tìm hiểu trong video này nhé. Và nếu anh em đang muốn tham khảo mẫu Zephyrus G15 thì có thể tham khảo tại cửa hàng Laptop AZ với mã giảm giá AZ300. Chi tiết link sản phẩm và mã giảm giá mình sẽ để dưới phần mô tả video để anh em tham khảo. Xin cảm ơn. Và bây giờ thì hãy cùng mình tìm hiểu chiếc G15 nhé. Đầu tiên thì ưu điểm thì bên nào cũng nói rồi, review báo đài họ đều khen hết rồi. Mình muốn đưa ra những cái nhược điểm mà mình trải nghiệm trong một thời gian vừa qua mình chưa thích nhá. Đầu tiên là cái webcam. RG thì mặc định sẽ không có webcam, mọi dòng sản phẩm của RG hiện tại sẽ không có webcam anh em ạ. Thế nên là với nhiều anh em thì đây không phải vấn đề quá lớn vì các bạn sẽ không có nhu cầu sử dụng. Nhưng với mình là một học sinh, mình vẫn có nhu cầu sử dụng để hỏi họ bạn bè hay là nói chuyện với thầy cô. Thì mình nghĩ là webcam vẫn là một trang bị mà hơi thiếu sót trên chiếc laptop này. Ngoài ra thì có một vài điểm mà mình cũng chưa thực sự quá là thỏa mãn trên chiếc laptop này. Đầu tiên là bàn phím, hành trình phím thì hơi nong, cùng với đó là cái cảm giác gõ thì chưa được nảy. Bù lại thì chúng ta có phím chức năng tương đối là đầy đủ, cùng với đó là đèn led màu trắng. Anh em nào thích đèn led RGB thì không có, G15 hay là M15 hay là thậm chí M15 có, hình như M15 có, G14 thì không có đèn led RGB, mà những chiếc Zephyrus giá rẻ này chúng ta chỉ có đèn led trắng thôi. Có lẽ đây là một điểm trừ nho nhỏ. Ngoài ra thì có một điểm nữa mình không thích trên chiếc máy này là về touchpad. Mặc dù là một chiếc laptop gaming mỏng nhẹ, mình không muốn mang theo chuột nữa, tại vì là mang theo chuột nó cồng kềnh mà. Thì touchpad của máy mình hy vọng là mượt, thì lúc mà mình sử dụng trong một thời gian dài thì nó vẫn hơi rít, cảm giác là vẫn chưa được sự sướng. Cùng với đó là hành trình gõ của phím này thì nó cũng kêu hơi to to. Mình nói chung là chưa ưng cái touchpad này cho lắm. Và cái điểm cuối cùng nữa là tiếng quạt trên máy này hơi ồn. Trong quá trình mình chơi game hay là mình chỉ làm việc nhẹ nhàng bình thường thôi, tiếng quạt trên máy này cũng hơi rú lên một chút. Thế nên đây sẽ là một điểm trừ nho nhỏ. Và cuối cùng một điểm nho nhỏ nữa thôi là cái điểm mà có lẽ nhiều bạn sẽ không ưng, là chiếc máy này sẽ bị hàn chết một thanh RAM 8GB onboard, và anh em chỉ nâng cấp được một thanh RAM 8GB nữa thôi. Vậy là tối đa anh em nâng cấp được khoảng là 16 cộng với cả 8 là khoảng 32, 16 cộng 8 khoảng 32GB gì đấy. Thì đấy là một trong những cái điểm mà mình chưa ưng trên chiếc Zephyrus G15 này. Còn lại là những cái điểm mà mình cực kỳ là thoải mái và cực kỳ là hài lòng trên chiếc Zephyrus G15 này. Điểm đầu tiên, cái lý do mà mình chắc chắn là lựa chọn và nhiều anh em cũng sẽ là cái tiêu chí lựa chọn đầu tiên là mức giá. Sản phẩm này là sản phẩm xách tay, thế nên mức giá của sản phẩm này theo mình đánh giá là tương đối dễ chịu. Với Ryzen 7 4800H 8x16 luồng, lưu anh em nhé, HS là chỉ là 35W thôi. Chiếc máy này sẽ sử dụng là phiên bản HS để giúp cho, đây là laptop mỏng nhẹ mà, giúp cho hiệu năng của máy tốt nhất và tản nhiệt tốt nhất. Ngoài ra chiếc máy này có cả đồ họa GTX 1660 Ti Mark-Q, 16GB RAM, SSD 1T, mức giá khoảng 28-29 triệu. Và khi mà mình option này thì không phải nâng cấp cái gì nữa, hoàn toàn đủ để sử dụng rồi. Và đấy là cái điểm mà mình nghĩ là nhà anh em sẽ ưu ái nhất, là cái mức giá và những option trang bị trên chiếc máy này là rất là tốt. Ngoài ra thì đây là một chiếc máy có tính di động tốt, từ nãy giờ mình nói khá là nhiều rồi. Chiếc máy này có cân nặng khoảng dưới 2kg và độ dày khoảng dưới 2cm. Theo mình thấy là tương đối là nhỏ gọn và tiện dụng với cả một học sinh như mình. Tại vì là mình mang vác khá là nhiều lên trường thì mình nghĩ là cái trọng lượng chiếc máy này rất là quan trọng. Thế nên là mình nghĩ tính di động chiếc máy này tương đối ổn trong tầm tiền là khoảng 28 triệu. Nếu anh em nào thích màn hình 14 inch thì có thể lựa chọn bản G14. Mình thích màn hình to một chút, mình sẽ chọn phiên bản 15 inch hơn. Ngoài ra thì về ngôn ngữ thiết kế thì nhiều bên nói rồi, hay là anh em cũng đã thấy ở trên màn hình rồi. Thì cái thiết kế mình sẽ không đi sâu quá nhiều, mình chỉ có thể ngắn gọn trong vài từ như sau là thiết kế đẹp, nhìn hiện đại và phù hợp với cái lứa tuổi của mình. Thêm một điểm nữa là mình khá bất ngờ và có thể là điểm mình rất là hài lòng, đó chính là cái chất lượng hoàn thiện trên chiếc máy này. Mặc dù là một laptop gaming mỏng nhẹ mà là tầm tiền giá phổ thông, nhưng mà Asus cho chúng ta một chiếc máy với mặt lưng bằng nhôm, sờ vào rất là mát tay, hơi bám vân tay một chút nhưng mà sờ vào cảm giác là cao cấp. Ở dưới thì chúng ta có là nhựa nhưng hoàn thiện kiểu hơi sần giống magie. Mình cảm giác lúc đầu nó tưởng là kim loại nhưng mà gõ. Đấy, đó là nhựa anh em ạ. Bản lề của máy thì cũng được thiết kế chắc chắn. Mình sử dụng được khoảng 3 tháng rồi mà bản lề vẫn thấy rất là cứng, không vấn đề gì cả. Gập mở máy một tay vẫn rất là ok, vẫn gập mở được rất là tốt. Đấy, một điểm cộng rất lớn cho cái bản lề của năm nay. Và ngoài ra nữa là chiếc máy này vẫn có cổng kết nối đầy đủ. Mình là học sinh sinh viên, thế nên là mình có cần phải cắm ra màn hình ngoài, hay là mình cắm tay cầm, mình cắm những cái thiết bị ngoại vi khác như chuột với bàn phím vào chiếc máy này, thì chiếc máy này vẫn có đủ cổng USB-A, cổng mạng RJ45, cổng HDMI, thậm chí là cả cổng USB-C luôn. Nhưng mà USB-C trên chiếc máy này chỉ là DisplayPort và USB 3.1 thôi, không phải là Type-C Thunderbolt 3, hơi đáng tiếc một chút. Tổng quan nói chung là về bên ngoài của chiếc máy này thì tất cả các điểm mình đều hài lòng. Về màn hình mỏng, thiết kế đẹp, hợp tuổi mình, cổng kết nối đầy đủ. Có một điểm trừ duy nhất là lúc nãy mình đã nói rồi là không webcam. Đấy là điểm trừ duy nhất trong thiết kế bên ngoài chiếc máy này. Và ở ngoài nhá, chúng ta nói ở ngoài thì bây giờ chúng ta đi về bên trong. Zephyrus G15 này chúng ta có một chiếc máy với màn hình 144Hz, độ phân giải Full HD, tấm nền IPS, góc nhìn tương đối là tốt. Mình nhìn đây màu sắc vẫn rất ok. Có một điểm mà nhiều anh em sẽ cảm thấy đây là một điểm trừ, còn với mình là một điểm hài lòng. Mình hài lòng. Đầu tiên là chiếc máy này có độ phủ màu chỉ là 58% sRGB, 36% Adobe RGB, độ sáng là khoảng 264 nit. Mình thấy đây là một chiếc máy đủ để cho mình chơi game, thôi. Còn nếu anh em làm đồ họa sẽ khó tính một chút, vì Dante chiếc máy này khoảng 5 chấm cơ. Đấy, anh em mà muốn chiếc máy có màn hình màu đẹp hơn đấy, phải lựa chọn phiên bản 240Hz. Thì chiếc máy này với màn hình này thì đủ cho anh em chơi game như mình. Còn với anh em làm đồ họa sẽ có một điểm trừ. Ngoài ra thì cái màn hình này ấy, thì còn có cái độ trễ là 15 mili giây cơ, hơi cao. Mình nghĩ là chơi game, mình chơi game giải trí bình thường thì ok. Còn nếu anh em nào mà chơi game hardcore một chút thì màn hình 15 mili giây này có sẽ là một điểm trừ đấy. Ok, ngoài màn hình chiếc máy này ra ấy, thì đó là những cái điểm mà mình muốn nhấn mạnh ở bên ngoài chiếc máy này. Những cái điểm mình hài lòng ở phần bên ngoài, mình sờ tay vào, mình sờ nắn vào. Vậy thì đi vào bên trong. Mình là một người sinh viên nhưng mà mình chơi game rất nhiều. Chúng ta có hình lúc nãy mình đã đề cập là Ryzen 7 4800 Ti Mark II. Thì mình có thể chơi hết những tựa game eSports hiện nay. Mình chơi hoàn toàn mượt những tựa game hiện nay, ngoại trừ Cyberpunk. Mặc dù mình lắp 16GB RAM rồi, mình để medium hoặc là mình để setting high một chút, nó đã giật lag rồi. Đấy, chứng tỏ là 1660 Ti hiện tại thì khoảng 1 đến 2 năm nữa thôi, khả năng cao là cũng sẽ phải lỗi thời mà mình sẽ phải đổi sang máy khác. Về làm đồ họa thì mình không làm đồ họa nhiều, nhưng mà mình có thể làm đồ họa cơ bản với Adobe Premiere Pro. Mình sử dụng cả những cái file 6K, 4K của Red thì mình nghĩ là vẫn edit được. Anh em nào mà nâng cao một chút thì mình nghĩ là chiếc máy này vẫn sẽ hơi bị quá sức một chút. Tại vì là laptop mà, chúng ta không đòi hỏi gì được quá là nhiều. Và nhiệt độ của máy trong quá trình chơi game thì CPU của chiếc máy này hoạt động mặc dù rất là nặng, nhưng mà CPU chiếc máy này vẫn hoạt động ở dưới khoảng 90 độ. Cụ thể là khoảng 85 độ C khi mà mình chơi ở chế độ tối đa. Ngoài ra thì card đồ họa thì chỉ khoảng 70 độ C thôi. Nhưng mà mình để chế độ turbo ấy, cái điểm anh em lúc ấy mình đã đề cập là cái tiếng quạt trên máy này sẽ hơi ồn, và đây sẽ là điểm trừ duy nhất trong cái hệ thống tản nhiệt và cấu hình năm nay. Nói chung với cấu hình này mình rất là hài lòng và thoải mái với Ryzen 7 4800HS rồi. Nói chung với cấu hình chiếc máy này thì hoàn toàn cho anh em đầy đủ ăn chơi thoải mái, game đồ họa vô tư. Với thời lượng pin thì là một chiếc laptop gaming mỏng nhẹ thì mình hy vọng là thời lượng pin sẽ tốt. Tại vì mình sẽ không muốn mang cục sạc 230W của chiếc máy này mang theo đâu, tại vì nó khá là to. Thì thời lượng pin chiếc máy này là khoảng 5 tiếng anh em ạ. Tại vì Ryzen mà 7 nanomet mà, thế nên là thời lượng pin mình đánh giá là tương đối tốt. Với một chiếc laptop gaming mỏng nhẹ, hiệu năng cao mà có màn hình 144Hz thì đây cũng sẽ là một điểm cộng tương đối là ok. Và cuối cùng là loa ở chiếc máy này thì hay thôi rồi anh em ạ, hay vãi chưởng. Loa chiếc máy này còn tốt hơn chiếc G14 mình vừa nói trước đây xong. Giải âm bass rõ ràng, nghe thoải mái, rất là đanh tai. Bây giờ mình sẽ thử demo cho anh em một loại nhạc nhé, để anh em có thể định hình được loa chiếc máy này hay ra sao. Với mình thì đây là một chiếc máy có loa rất tốt, thực sự. Bây giờ mình sẽ bật thử loa cho anh em nghe này. Đấy, anh em nào mà nghe nhạc sập sình nhảy nhót, hay là nghe nhạc bốc lửa một chút K-pop, hay là cắm sừng em chứ không được cắm sừng ai, thì mình nghĩ là cái loại nhạc này rất là phù hợp với những chiếc máy như này. Anh em mua chiếc máy này về không cần mua sắm thêm tai nghe nữa, hay là loa Bluetooth nữa, nghe đã rất là hay rồi. Đấy, đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ với cả anh em với chiếc Zephyrus G15 này. Với mình, với những cái tiêu chí như là chiếc máy này có mức giá rất là tốt, một chiếc tiêu chí nữa là chiếc máy này có được cân nặng và trọng lượng cũng tương đối là hợp lý với một người mà không muốn mang vác nặng như mình, và một chiếc máy có được tản nhiệt hoàn toàn là mình hài lòng. Vậy thì anh em nghĩ sao về chiếc Zephyrus G15 này? Liệu anh em đã sở hữu chiếc máy này chưa? Hay anh em đã sử dụng chiếc máy này chưa? Thì có thể comment những cái trải nghiệm của anh em với chiếc máy này ở dưới phần bình luận nhé. Và nếu anh em đang muốn tham khảo chiếc Zephyrus G15 như mình thì anh em có thể tham khảo tại cửa Laptop AZ với mã giảm giá AZ300. Và sau chiếc máy này mình sẽ tiếp tục trải nghiệm một chiếc laptop nữa trong khoảng là 3 tháng nữa, để mình tiếp tục làm một video trải nghiệm chia sẻ cho anh em về những chiếc laptop đó như thế nào trong một thời gian dài sử dụng. Và đó tất cả những gì trong video ngày hôm nay. Xin chào anh em. Hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Đừng quên mình là Duy Viu. Tạm biệt.